chào tất cả các bạn đến với chuyên mục tốt các kênh phòng phát một cây dù giúp ông trời kia kia rồi thứ sáu ngày 3 tháng 5 ông công tư đây là tập 11 và hôm nay tôi yêu cầu và em cơ cầu mình sẽ gặp con ông tư chi tmc mình sẽ có bỏ côi không khéo lại bị bắt. Nhà dám sâu mặt rồi nha. Gió vào được không ạ? Trời. Trời. Cơn này có hành vi phá hoại tư liệu truyền hình. Ok, tôi có xong. Và bây giờ đến đây tốt chuyên mục tốt các kênh còn phốt của kênh YouTube Authentic kia đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nhớ subscribe kênh YouTube cho dẫn tập luyện tôi mới cho mình tập tài truyền kìa cả em không biết giờ thì rồi bây giờ không biết tiền gì có gì báo tôi hay không rồi sẽ bị kiện ra tòa án dân thành phố ra anh trốn đó mọi người đó. Rồi bây giờ mình sẽ làm tập 10 có con cầu phố treo cầu phố trên trên mạng quá nè. Ok, được rồi.